Hello, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Themi USA. Thì hôm nay Themi cũng muốn chia sẻ với các bạn về một vấn đề là say xỉn và lái xe ở đất Mỹ đó là như thế nào. Themi biết là cũng có rất nhiều người biết những cái chuyện này nhưng mà cũng một phần cũng không ít những người mà họ chưa có biết được cái sự quan trọng của cái việc mà uống rượu say xỉn và lái xe ở trên nước Mỹ. Mà lái xe trong tình trạng say xỉn ở Mỹ thì phải đối diện không chỉ những cái hình phạt tù mà còn bị đóng một số tiền phạt lớn, bị buộc đi lao động không ít, bị bắt phải đóng tiền đi học luật, bị tăng tiền bảo hiểm mà phải trả tòa án, luật sư và nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như là những cái giấy tờ mà liên quan tới mình, rồi ảnh hưởng tới công việc bây giờ và công việc trong tương lai một người mỹ gốc việt đã từng rơi vào cái tình cảnh này và anh đã chia sẻ là như vậy. Anh là một dân cư gốc Việt cư ngụ tại Hoa Kỳ được 34 năm và hiện đang sống ở thành phố San Jose bang tiểu bang bang California là người có tiền sử phạm tội lái xe khi say xỉn, luật Mỹ gọi là DUI tức là driving under influence. À, lái xe dưới tác dụng của chất kích thích thì à, nói à, nói với một cái điều kiện à, an Tan muốn nói ra với một cái điều kiện ảnh danh rằng trong cái khoảng thời gian á, à, mà từ năm 1990 à anh cho tới năm 2000 lại uh, bảy thì anh đã bị năm lần bị phạt về cái tội mà DUI là lái xe uh, mà uh, bị say xỉn đó các bạn thì cái việc đầu tiên mà bên cạnh những cái mà lái xe mà nó bị ảnh hưởng tới cho mình nếu mà mình Uh, lái xe say xỉn trong khoảng bao nhiêu lâu thì mình bị phạt là mình không được thi vào quốc tịch của Mỹ. thì bên cạnh đó nó còn có những cái khác nữa thì hôm nay Themy xin chia sẻ với các bạn nhé. Uh, ông ta cho biết rằng uh, trong một lần mà phạm lỗi đầu tiên là vào năm 90 thì ông bị phạt hết 5.000 đô la theo uh, cái thời giá lúc đó và lần thứ hai là vào năm 1995 thì ông bị phạt 10.000 đô la và số tiền phạt á nó cứ tuần tự nó tăng lên theo những lần sau đó và ngoài ra ông phải đóng một cái số tiền đi học để được dạy về cái tác hại của rượu bia khi mà đang lái xe thì cái lần thứ nhất là ông phải học đủ 15 ngày mà trong vòng 3 tháng với một cái mức phạt cho cái tiền phí là 2.000 đô la và lần thứ hai là phải học trong vòng 30 ngày À, trong vòng 18 tháng với một cái mức học phí là 4.000 đô la Và đó là những mức giá uh, của từ 25 cho tới 3 năm trước Nhưng mà cái giá bây giờ thì nó khác nữa nha các bạn Và ông đi học á, thì uh, uh, ông nói là ai sẽ chở ông đi và ai đó ông về Bằng á, thì không phải là uh, tôi phải là đi bằng xe, xe bus các bạn Việt Nam gọi là xe buýt đó rồi là mất thời gian rồi bất tiện đủ mọi thứ thì trong cái thời gian mà tạm giam trở ra tòa đó để được tại ngoại hầu hầu cha đó thì ông phải đóng thêm một cái số tiền là 5.000 đô đó là chưa kể tới cái lệ, lệ phí phải đóng cho tòa rồi tiền thuê luật sư cãi cho ông nữa à, à, thì à, khi ra tòa tòa sẽ cho người vi phạm lựa chọn hoặc chịu ngồi tòa hoặc đóng tiền để đi lao động công ích thì sẽ không bị ngồi tù thì và nói thêm rằng cái số ngày lao động á, à, của công ích á, thì nó tương đương với những cái số ngày mà ngồi tù có nghĩa là khi mà tòa phạt bao nhiêu ngày ngồi tù á, nếu mà anh muốn làm công ích lao động á, thì anh phải làm chính xác bằng đó ngày thì theo lời của ông kể thì lần đầu tiên á, ông phải lao động là 15 ngày và đến cái lần cuối cùng á là ông bị phạt là 60 ngày mà ông phải đi lượm rác trên xe lộ nè ông đi đào hốc à, để trồng những cái cây trong công viên nè ông đi rửa đường nè và ông cũng cho biết là ông chọn cách đi lao động vì nó sẽ à, giúp cho cái hồ sơ của ông nó nhẹ hơn so với là bị ghi là bị à, tiền xử án tù đó, cái đó là cái lý do tại sao mà ông đi công ích lao động. Và ông nói tiếp là khi mà đi lao động á, thì tôi bị cấm xài điện thoại, cấm hút thuốc lá và đến trễ một phút là bị đuổi về để chờ ngày ra tòa lại. Khi đó sẽ bị nâng cái số ngày lao động công ích lên và ông nói sau khi mà ông làm hết cái số ngày lao động không ít thì ông đi học, ông phải đi học đủ ngày thì ông mới ra xin lại bằng lái được và sau khi đó ông phải thi bằng viết lại và chỉ được phép sai 10% so với những người khác á, thì được phép sai 30 phần trăm nhưng mà ông thì chỉ có được 10% thôi. Và một khi phạm những cái lỗi mà DUI thì các hãng bảo hiểm cũng tăng cái phí bảo hiểm xe lên của người mà vi phạm lên gấp đôi Đó là chưa có nói đến cái số tiền mà bị mất khi đi vì bị bắt đi lao động nên không thể mà đi làm kiếm tiền được Thì dĩ nhiên rồi khi mà bắt đi lao động công ích thì làm sao mà mình đi làm được thì mình ngày nào mình đi lao động công ích đó thì ngày đó mình không được đi làm thì mình bị mất tiền và ông nói là tuy nhiên nó nó ảnh hưởng đối với cái cuộc sống gia đình à, thì cái đó mới là một cái điều mà nhức đầu nhất và ông nói như vậy nè à, vợ của ông thì phải thức khuya dậy sớm đưa ông đi lao động và canh giờ ra đó nông về điều đó ảnh hưởng đến công ăn việc làm của vợ ông à, rồi có một lần đó, chính vợ của ông gặp vào trường hợp mà cần phải đi cấp cứu mà ông thì không thể nào chở đi được nên ông phải nhờ người khác chở đi và làm chậm trễ biết là bao nhiêu phút mà ông kể là cũng may cái bữa đó không có chuyện gì chứ mà nếu không thì ông rất là ân hận nếu mà vợ ông có chuyện gì à, thì các bạn cũng biết đó khi mà ở bên mỹ này tất cả mọi thứ à mà mình mà bị một cái gì một cái nó rất là phức tạp chuyện này nó kéo tới chuyện kia thì ông cũng nói là những lần mà tái phạm sau khi mà bị xử cái ngày càng ngày nó càng nặng hơn cho so với những cái lần trước nhưng mà tuy nhiên á là luật tiểu bang của California đó chỉ tính số lần tái phạm trong vòng 7 năm cho nên những cái lần đó mà vi phạm cắt hơn 7 năm là bị xóa và không được tính nữa. À, cho nên ông nói là tôi bị lần đầu á, là là vào một cái năm à, cái, cái cái năm đó và lần thứ hai á, là 5 năm sau. Mà lần thứ ba đó là 3 năm sau nữa. Thì khi đó là ông là được tính là lần vi phạm thứ nhì và lần thứ nhất là cách nhau đó 7 năm nên đã ông đã được xóa sổ và từ năm cái lần thứ hai nữa đó thì ông giải thích là nếu mà vi phạm trong uh, lần thứ ba trong vòng 7 năm thì ông sẽ bị phạt nặng mà phạt nặng là cái gì nữa là không được thi vào quốc tịch cho nên ông nói là tuy nhiên điều mà làm cho ông sợ nhất đó là khi mà ông bị lỗi uh, uh, DUI là ảnh hưởng hồ sơ từ ảnh hưởng hồ sơ giấy tờ cũng như những cái quyền công dân của ông ông cho biết là ông đã thi đậu quốc tịch vào năm 98 nhưng à, không họ không có cho ông tuyên hệ sở di trú treo án với ông và rằng nếu trong vòng 10 năm sau đó à, từ cái ngày mà bạn bị cái đó đó mà vừa năm sau đó ông không tái phạm về cái bệnh mà uống, uh, uống rượu say và lái xe thì ông sẽ được cứu xét lại hồ sơ để cho ông nhập quốc tịch mỹ nhưng uh, <laughs> đến năm cách đó mấy năm nữa thì ông phạm trở lại do đó hồ sơ quốc tịch của ông không bao giờ được nhắc trở lại uh, có nghĩa là trong vòng chưa tới 7 năm họ đang là chờ đợi cái đó thì ông lại phạm một lần nữa thì hồ sơ của ông là hoàn toàn không được nhắc và ông nói là suốt đời của tôi sẽ không có quốc tịch mà chỉ được có thẻ xanh thôi thì các bạn phải biết là trong vòng 7 năm trong vòng ok trong vòng 5 năm nếu mà bạn bị uh, uống rượu mà lái xe uh, trong vòng 3 lần thì bạn không được thi vào quốc tịch thì đây là cái luật của Mỹ, các bạn phải nên nhớ điều đó. Và bên cạnh đó sau khi vi phạm lần thứ 5, tòa án đã bắt ông ký giấy cam kết trong vòng 10 năm không được tái phạm. Nếu không ông sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Thì đó, ông bị liên tục như vậy từ cái mà ông không được thi quốc tịch, ông chỉ có thẻ xanh. Và họ bắt ông ký một tờ giấy từ cái ngày á mà ông không được thi quốc tịch cho tới 10 năm nữa. Nếu mà ông vẫn bị nữa thì ông sẽ bị trục xuất về Mỹ. Và ông nói là tôi rất lo sợ bị trục xuất cho nên tôi phải đợi sau đó 10 năm mới dám đi lấy, lấy bằng lại. À, ông nói và cho biết là ông mới lấy bằng lái xe lại và kể à, từ cái năm đó đến nay ông không dám tái phạm vì tôi dự trù trước là sẽ không di chuyển và sẽ không bao giờ uống nên mới dám lấy bằng lái về cái lý do tại sao bị tới 5 lần trong khi hình phạt khắc khe như vậy mà cho nên ông mới giải bày là tôi uống hàng ngày nhưng mấy năm trời trở lại thì tôi bị bắt một lần mà mình nghĩ là xui dữ lắm mới bị bắt nên tôi cứ uống rồi cứ chạy khi uống một hai chai bia nó không làm cho mình say nhưng về nồng độ cồn thì mình bị phạt luận rồi thì ông thừa nhận là như vậy và ông cũng cho biết là những lần mà ông bị phát hiện có cồn trong người là vài lần chạy lái xe lấn lên lề xe có lần ông bị mờ đèn xi nhan khi quẹo nên bị cảnh sát dừng lại và phát hiện có cồn hai lần xui là bị dính chạm cảnh sát và anh nói nếu mà anh chạy đàng hoàng thì dù say xỉn hay anh vẫn không bị bắt trừ trường hợp đó là có chỗ có cái chốt hay là có chạm kiểm soát thì ông ta nói là cho biết là nhiều bạn bè nghĩ như vậy và có người uống rồi vẫn chạy bình thường nhiều năm mà vẫn chưa bị bắt khi được hỏi là phạm tội nặng nề như vậy thì có cảm thấy luật Mỹ khắc nghiệt không thì ông ta nói là à, cái này là do tại vì mình À, ông nói là tôi cố chấp tội tôi làm tôi chịu à, luật à, dui là lái xe mà uống xỉ nó tôi thấy đúng vì à, anh có thể gây ra tai nạn chết người bất cứ lúc nào và ông nói cho biết là ông chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người lấy làm tấm gương và đừng phạm vào những cái lỗi này. Thêm mi muốn chia sẻ cho các bạn cái chuyện ngày hôm nay và cũng là cái luật của mỹ nếu mà trong vòng 5 năm hay 7 năm nếu mà các bạn mà bị uống rượu lái xe mà bị bắt gọi là mỹ nó gọi DUI á thì bạn sẽ không có được thi quốc tịch. Thì thêm mi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Thank you, bye bye.